Cái này cái nu bồ công nha bạn. Cái này cái phơm mini. Cái này cái tàn nhìn nó cứng cáp lắm, cái tàn nó già cây là cứng ngắt rồi bạn, buông kẽm. Còn cái chốt ngọn nữa mấy bạn, làm cho mốt nó kính cây, với lại mấy cái phơm này mốt mấy bạn làm từ từ cho nó kính cây là được rồi. Cây này thì cái cây thì mới bứng vô nha bạn, mới chuyển chậu, đổi qua cái chậu mới, đổi qua cái chậu bát tiên. Cái chậu này cũng đẹp lắm, chậu này bằng men bát tiên, chậu giả cổ thôi chứ không phải chậu gỗ. Chậu này đẹp mới, trời chắc cũng mấy xì quá, 2-3 xì gì quá, nghĩ chắc 300.000 quá. Chậu này mua ngoài Hà Nội gửi vô. Cây này gửi luôn cái chậu nha các bạn. Chậu này mình thấy cũng được, cũng hợp với nó. Cây có dây trồng trong chậu. Chậu này hình như đường kính đây. Chậu này chắc đường kính 25 à, 25 27 rồi. Lọt lòng á. Cái cây thì cao khoảng 30 thì nha mấy bạn. Cái hoành cây này nói chung có 20 mấy nha bạn, còn những cái cụm gốc mới đo gốc rồi cắn rễ rồi mới được gần 30 thôi, chứ những cái thân này khoảng 25. 25 nhàn phơm cứng cây. Cây này cái tàn già lực cơ bắp. Cái dàn xương nó cũng cứng rồi đó. Mấy cái này, cái sẹo ở chỗ này là cục nu nè. Nhưng mà cảm giác nó bị cản, nó đục lại mà. Mốt nó bao qua lại, mấy cái này là sẹo bán là liền sẹo hết luôn á. Còn như sẹo ngọn thì liền liền 80% à. Còn khoảng 20% nữa. Chỉ có một cái sẹo ở chỗ này à. Còn như chỗ này là mốt khỏi lo mà, chỗ này sẹo nu thì nó bao cũng mau liền lắm. Sẹo nu với mấy cái sẹo rễ, tại hồi xưa người ta làm, ta không có làm đế rồi, mình đục lại thôi, mình làm lại thôi. Như cái chỗ này thì mình đục vét lại thôi, nó phù ra nhiều, nhìn nó kỳ kỳ quá. Cái này sẹo nu này cũng nguyên cục nu, mình đục bớt cho nó thông cái gai nhìn gọn rồi. Cây này thì về chỉ cắt cái ngọn nó, ngọn nói chung cũng uống đây nó uống cho nó ra, mốt chờ nhánh này bự bự uống cho nó ra cái chấp ngọn nó trên đây nữa, xong rồi lên phân xăng 2 xăng nữa rồi kết ngọn luôn rồi xong luôn. Phân xăng cm nữa, xăng 2 cm nữa kết ngọn. Nhiều khi nuôi cái cành cà bá vậy mà tới cái ngọn chưa xong nữa, thấy ghê không? Phải nuôi cái cây nó công phu dữ lắm chứ phải một ngày mở được đâu mà. Cây này cái tàn chắc mình nghĩ 5 năm rồi quá. Cái độ già tàn này chắc khoảng được 5 năm rồi, 4 đến 5 năm quá. Nghĩ chắc 4 đến 5 năm mấy bạn. Cái phôi ban đầu thì giá trị không lớn đâu, cái phôi này khoảng 200 ngàn. Nhưng mà tay cành người ta nuôi nè. Cây này nếu chịu khó về làm khoảng thêm 2 năm nữa, 2 năm nữa là coi như được, tạm ổn, chơi được. 2 năm nữa giờ nó thần chậu vô đây nữa. 5 rưỡi đến 2 năm nữa nha bạn. Đủ công nha bạn.